Mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp cuối tuần. Hôm nay trong buổi pháp thoại này cũng truyền trực tiếp online livestream để cho tất cả quý vị ở khắp nơi cũng có thể theo dõi và tham dự buổi pháp thoại này. Tối nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta đang ở trong mùa, trong lần nạn dịch COVID-19, phần lớn chúng ta ở nhà. Và vì vậy cho nên buổi pháp thoại này cũng được truyền livestream để cho mọi người không ai đến chùa được, hoặc là các vị ở xa cũng có thể tham dự được. Tối hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Đại Thừa Tứ Pháp. Tối nay là kỳ thứ 9. Kỳ thứ 9 với đề tài là Xe Báo Đại Thừa. Xe Báo Đại Thừa kỳ thứ 9. Ở trong kinh đó, thường hay dùng chữ Bồ Tát để gọi. Nói thí dụ như nói Bồ Tát có bao nhiêu nguyện hay bao nhiêu tâm gì đó, thì chúng ta hiểu là chữ Bồ Tát đó là để chỉ cho tất cả những người tu học. Cho nên trong kinh này hay dùng cái từ đó, Bồ Tát có bốn loại xã, hay Bồ Tát có bốn loại tâm, vân vân. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục kỳ thứ 9 với cái đoạn lại nữa, Bồ Tát có bốn loại vườn. Chữ vườn ở đây là dịch từ tiếng Hán là viên. Để muốn nói đến một cái khu vực. Bởi vì trong này có cái nơi chốn trong kinh gọi là bốn loại vườn mà mình ưa thích. Trong đó có một cái gọi là A Lan Nhã, ưa ở A Lan Nhã. Chữ A Lan Nhã đó là phiên âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn gọi là Areja, thì mình âm lại là A Lan Nhã. Có nhiều cách để mà phiên âm chữ này. Có chỗ đọc là A Luyện Nhã. Thí dụ như trong kinh Pháp Hoa có một câu ấy, giả danh A Luyện Nhã, thì cái chữ A Luyện Nhã là A Lan Nhã thì đều phiên âm từ là cái chữ âm lại từ cái chữ Phạn là Areja. Có chỗ đọc là Arana. Thì A Lan Nhã là gì? Đơn giản nghĩa là cái nơi rừng núi, nơi tịch mịch, nơi rừng hoang, nơi vắng vẻ, nơi yên lặng. Thì A Lan Nhã có ba loại. Thí dụ có chỗ gọi là đạo tràng A Lan Nhã. Có nơi thì gọi là Ma Đăng Già A Lan Nhã. Có chỗ gọi là Đại Đa Ca A Lan Nhã. Thì Dhamma Riya đó là cái chữ gọi là Bồ Đề A Lan Nhã là gì? Tức là cái chỗ đó là cái phạm vi yên tịnh mình có thể tu học. Ví dụ như Tây Thiên, cũng có thể gọi Tây Thiên là Bồ Đề A Lan Nhã. Tại vì nơi nào yên tịnh vắng lặng mà có cái khả năng giúp cho chúng ta tu tập, chỗ đó gọi là Bồ Đề A Lan Nhã.
Ở Việt Nam có những ngôi chùa ta không có đặt tên chùa gì hết, ta gọi là Bồ Đề A Lan Nhã. Tức là cái chỗ đó là nơi chốn yên lặng, không phải chỉ yên lặng thuần túy, mà chỗ yên lặng đó còn có giáo pháp, có sự thực tập. Cho nên một ngôi chùa mà nơi chùa đó có sự tu tập, chỗ đó cũng có thể gọi là Bồ Đề A Lan Nhã. Ngoài ra nó còn có một loại A Lan Nhã nữa gọi là Ma Đăng Già A Lan Nhã. Thì cái chữ Ma Đăng Già này không có liên hệ gì tới cái cô Ma Đăng Già kia hết. Nó chỉ có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là những nơi nào mà yên lặng mà để chôn những người chết. Nói chung là chỗ Tha Ma, bãi Tha Ma, chỗ La Vắng Lặng cũng gọi là Mát Tăng Ga A Lan Nhã. Như vậy, thí dụ mình vô Nghĩa Trang coi, thường thường là ở trong Nghĩa Trang sao? Yên vắng lắm, mà đa phần chỗ đó là gì? Toàn là người mất. Hồi xưa người ta có một cái bãi đất, người ta đem những xác chết ta bỏ trong đó. Rồi những cái vị mà, tu quán thiền, gọi là cửu tưởng quán, quán bất tịnh, ta hay đi vô trong mấy bãi Tha Ma đó ta ngồi lắm. Thì cái chỗ đó cũng là A Lan Nhã, tịch tỉnh vắng lặng, giúp cho một cái người tu. Hay là thậm chí không ai tới, nhưng mà chỗ đó vắng lặng, mà chỗ đó chuyên môn để cho người ta chứa tử thi, chứa xác chết, thì chỗ đó là Mát Tăng Ga A Lan Nhã. Còn có những nơi gọi là đất trống, hoang vắng, một cái bãi đất trống, thì gọi là Đại Ca A Lan Nhã, gọi là Đại Đa Ca A Lan Nhã. Vậy thì A Lan Nhã nó có ba loại. Bồ Đề A Lan Nhã, phải không? Bồ Đề A Lan Nhã, rồi Ma Đăng Già A Lan Nhã và Đại Đa Ca A Lan Nhã. Mấy cái chữ đó là mình âm lại từ tiếng Phạn hết. Và nó có, bởi vì chỗ đất trống, chỗ vắng lặng nó cũng có ba loại như vậy. Thí dụ như mình nói chữ chợ, mình nói chung thôi. Nhưng mà tùy chợ người ta bán gì nữa. Có chợ chuyên môn bán rau, có chợ chuyên môn bán quần áo, ví dụ vậy. Cho nên là nếu nói về A Lan Nhã là một danh từ chung, nơi nào mà vắng lặng, yên tĩnh, mà một cái khoảng đất rộng đều gọi là A Lan Nhã. Và cái A Lan Nhã đó nó có ba loại. Và A Lan Nhã này đó là nơi chốn. Còn nếu nói về hạnh, hạnh tu A Lan Nhã là gì? Là những vị này thích ở những nơi núi rừng, ở chỗ hoang vắng, ở chỗ gọi là yên tĩnh, thì những vị đó tu hạnh A Lan Nhã. Những vị đó có một đời sống cực khổ hơn những người bình thường. Tại vì sao? Tại vì vì đó tu cái hạnh là thanh bần, tu cái hạnh là đi khất thực, tối về thì ngủ ở đâu đó trong rừng hoang, trong bãi vắng là được, chứ không nhất thiết phải là ở nhà, ở chỗ gì yên ấm, thí dụ vậy. Cho vì đó cũng là một cái hạnh tu. Cho nên Đức Bồ Tát Văn Thù nói có bốn loại vườn mà Bồ Tát có thể thích. Mà một là có những người người ta thích ở A Lan Nhã. Có những người thích ở đâu? Thích ngồi một mình giữa bãi đất trống. Đất trống đây á, nó có hai phương diện. Một là thật sự cái chỗ đó trống. Hai là gì? Mình đủ khả năng ở một mình. Có những người người ta không thích, tại vì người ta sợ ma, tại vì người ta sợ yên tĩnh, người ta thích chỗ đông người. Vậy thì người nào mà không cảm thấy chán khi ở một mình thì người đó có khả năng được gọi là gì? Người ưa thích ở một cái khoảng đất trống. Có những người người ta sợ, thí dụ như thấy thầy Đức Tạng có bữa thầy ở trên Tây Thiên mình vậy đó, ta sợ lắm, ta nói trời ơi thầy có sợ ma không? Hôm qua mới nói thầy chỉ sợ chuột thôi chứ không sợ ma. Cho nên là thầy vẫn ở một mình hạnh phúc, không có sao hết. Cho nên người nào mà lên Tây Thiên mà ở được một mình đó, thì người đó coi như là thích ở chỗ tịch tỉnh một mình, không có sợ hãi. Dĩ nhiên mình cũng không có vấn đề gì khi mình phải đi vào những chỗ đông người.
Ví dụ có những ngày nào thầy ở Trúc Lâm, thầy vẫn ở được bình thường, hay thậm chí ở những cái nơi, những cái buổi lễ lớn đông người vẫn bình thường. Tức là người này vẫn có khả năng ở chỗ đông người hoặc là ở chỗ vắng, hay là nói là phần lớn là thích những nơi yên lặng. Đó. Ví dụ như mấy ngày cũng cả tháng hơn, có những vị bị giam chân ở nhà không có đi đâu được hết. Và nếu mình thấy vẫn bình an, vẫn có những công việc ở trong nhà để mình làm, không có gì chán nản, không có gì bực bội, thì mình biết là mình có khả năng tu tập, mình có khả năng ở những chốn a lan nhã hoặc là ở chỗ đất trống. Thứ ba là ưa cầu pháp thiện. Pháp thiện là gì? Là những cái pháp lành. Cái pháp này có thể đưa mình tới cái chỗ an lạc. Ở trong kinh đó có một bài kinh này, Ngài Xá Lợi Phất mới nói với các huynh đệ của mình: này chư hiền, có một vị thánh đệ tử biết tất cả các pháp thiện, hiểu rõ được căn nguyên của các pháp thiện, tu tập các pháp thiện và thành tựu các pháp thiện. Này chư hiền, một vị thánh đệ tử rõ biết tất cả các pháp bất thiện. Nhớ nha, hồi nãy là nói là rõ pháp thiện, bây giờ rõ luôn pháp bất thiện. Hiểu rõ gốc rễ của pháp bất thiện, có khả năng buông bỏ những pháp bất thiện và thành tựu được cái chỗ buông bỏ đến cái chỗ viên mãn. Ngài Xá Lợi Phất nói với các sư đệ của mình: này chư hiền, một vị thánh đệ tử. Thánh đệ tử là ai? Là mình. Phải không? Để chữ thánh ở đây là biểu tượng cho Đức Phật. Và chúng ta là những người đệ tử Phật, thường được gọi là thánh đệ tử. Từ các vị tỳ kheo ni cho đến tất cả các vị cư sĩ nam nữ, chúng ta là những người, đều là những người đệ tử của Đức Phật, mà các vị trong kinh thường dùng như vậy. Vậy thì biết pháp thiện là gì? Người đó biết bỏ cái sát sinh, bỏ cái trộm cắp, bỏ cái tà hạnh, bỏ cái lời nói dối trá, bỏ cái lời nói đâm thọc gây cho người ta bất hòa, bỏ cái lời nói chửi rủa, bỏ cái lời nói vô ích. Người đó xả được tham dục, người đó buông xả được sân si và sân hận, và người đó có được chánh kiến trí tuệ. Nghĩa là gì? Có chánh kiến trí tuệ là không si mê. Sở dĩ con người mình si mê, mê là gì? Là không thấy rõ. Mà khi mình có chánh kiến thì mê lầm nó hết. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói: người nào biết pháp thiện và rõ được cái cội gốc của pháp thiện, mà cội gốc của pháp thiện là gì? Là ba thứ: là không tham, là không sân, là không si. Bảy cái tội lỗi ở trên, của thân, của miệng, ba tội của thân, bốn tội của miệng, đều do ba cái gốc ở phía dưới, ba cái cội rễ phía dưới là tham dục, sân hận và si mê. Ví dụ, làm sao để mình gọi là mình có thể phạm cái phạm vi gọi là sát sanh trộm cắp? Vì có tham. Cái gốc rễ là mình có khởi cái tâm tham. Thí dụ như giờ nói về ăn đi, mình tham ăn ngon, cho nên rồi đôi khi mình cũng phải làm sao ăn những cái con nó đã chết sẵn, con không chịu nữa, phải ăn con đang sống kìa, phải không? Và đập đầu cho nó chết rồi cắt cổ cho nó tươi, vậy đó là tham. Trong cái ăn mình cũng có tham, và vì tham ăn cho nên con người mới có những cái hành động hơi hung dữ, hơi tàn nhẫn với những con vật thấp bé hơn mình. Vì tham cho nên con người có thể trộm cắp, vì tham cho nên con người có thể đi quá cái phạm vi gia đình của mình, vì tham cho nên có thể, vì tham danh lợi cho nên con người sẵn sàng nói dối, vì tham cái quyền lực cho nên con người, hoặc là tham cái củng cố, hay là tham gây hấn gì đó cho con người, có thể tạo ra cái chuyện gọi là đâm thọc cho người khác, gây gỗ người ta xích mích. Thì tất cả những cái lỗi ở phía trên của thân là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích, và cái gốc rễ của nó là ba thứ: là tham, là sân hận, là si mê. Vậy thì cái người mà muốn dứt cái đó
gọi là pháp trừ cái pháp bất thiện. Là gì? Chỉ cần nếu mình nói cho rõ thì là không là dứt. Còn ở đây chúng ta tu tập là chúng ta làm gì? Giảm tham, giảm sân si, và tập luôn luôn có chánh kiến, nhìn các pháp cho nó đúng như thật, để không có bị mê lầm. Vì vậy cho nên á, trong này gọi là một vị Bồ Tát ưa cầu cái pháp thiện. Vì thì pháp thiện trong kinh, muốn trong kinh mà Đức Phật hay nói đó là thiện pháp hay là bất thiện pháp là gì? Thiện pháp nói tóm lại là có 10 thứ: thân 3, miệng 4, ý 3. Còn mà bất thiện pháp cũng nó, nếu chúng ta xả bỏ được cái nếu chúng ta hành động sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời uất, tham sân si. Cho nên trong kinh Ngài Xá Lợi Phất nói: vị thánh đệ tử biết rõ pháp bất thiện, biết rõ cái cội rễ của pháp bất thiện, rồi vị đó có khả năng trừ bỏ cái đó, tu tập cái pháp bất thiện đó, chuyển hóa nó để thành ra cái pháp thiện. Gọi là cái đó gọi là ưa cầu pháp thiện. Phật tử mình đi chùa mình cũng để cầu pháp thiện. Ví dụ như thời gian qua, từ hồi khoảng giữa tháng 3 mình bắt đầu có chương trình livestream, tất cả các Phật tử khắp nơi tham dự. Các vị là những người ham thích cái pháp thiện. Ví dụ như giờ này mình ở nhà, mình có thể mình coi phim, mình nghe nhạc, thậm chí mình muốn sinh hoạt gì mình sinh hoạt, nhưng các vị vẫn theo dõi cái chương trình của chùa. Giờ nào chùa tụng kinh, giờ nào chùa ngồi thiền, nghe giảng pháp, quý vị theo đủ, có người ngày theo đủ 3 thời. Như vậy đó là gì? Đó là thích cái pháp thiện. Mà người thích pháp thiện vậy đó, bây giờ quý vị ở nhà mình trong cái mùa này, thậm chí quý vị ở nơi nhà mình không khách khứa, không ai tới, quý vị vẫn bình an như thường. Tại vì sao? Tại vì mình có khả năng ở chỗ A Lan Nhã. Mà người có cái pháp tu rồi thì ở đâu cũng không có bị phiền não hết. Đấy không? Vì sao? Vì lúc nào mình cũng có cái công việc của mình làm. Mình đi làm việc tay chân, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng có phải làm việc nội tâm, tức là mình làm sao mình chuyển hóa cái tập nghiệp của mình. Ví dụ mình biết là mình lăng xăng trạo cử nhiều quá, mà mấy ngày nay mình được ở yên chỗ mình biết. Ví dụ như mình ở đây ha, Pháp Hòa là thường ngày là không đi giảng thì ở nhà. Kỳ này được cái là không ra khỏi nhà thôi, ở ngay chùa, nhưng mà làm việc triple. Tức là mình một ngày phải bao nhiêu hướng dẫn thời kinh, coi như từ sáng tới tối là không có rảnh. 7 ngày một, bây giờ là 7 ngày rồi đó. Nếu mà tính ra là pháp thoại tụng kinh là không có ngày nào không có. Thật ra mình ở đâu mà mình muốn làm việc hay mình chịu làm việc. Vì sao? Vì có việc để mình làm. Thứ nhất là mình phải chịu làm việc thì, và đồng thời có việc cho mình làm nữa. Cho nên mình ok, mình không có sao hết. Mình không được ra ngoài thì mình trở về bên trong. Và cái câu đó, nếu mà trong cái khoảng thời gian này, nó là câu thần chú, nó là Đà Ra Ni Tạng nha, nó là Đà Ra Ni Tạng, để mình có thể ghi ngay cái cửa của mình, ghi ở đâu đó: nếu không được ra ngoài, xin nguyện ở bên trong. Phải không? Nếu mà không được đi kiếm tiền thì xin ở nhà kiếm phước. Là mình tu tập, mình làm những cái tâm niệm gì đó. Và bây giờ làm sao để mình tu tập cái đó? Tất cả những cái gì mà chúng ta, từ cái chuyện khởi tâm, từ cái chuyện tham dự, đều là cái pháp thiện đó. Tại vì cái pháp đó nó có khả năng nó làm đẹp mình, nó làm thiện mình, thì cái pháp đó là thiện hết. Ví dụ như một cái bức tranh Phật, nếu mà mình vẽ một bức tranh Phật, mình treo bức tranh Phật, mà người khác người ta đi ngang người ta thấy bức tranh Phật, mà cái bức tranh Phật có khả năng làm cho người ta cúi đầu, thậm chí người ta chắp tay, đều là pháp thiện hết. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới nói, nếu có người loạn tâm đi vào trong tháp miếu, chỉ cần xưng một tiếng Nam Mô Phật, người đó đã thành Phật.
Nếu có người tâm bị loạn, đi vào trong tháp miếu một lần thôi, một câu xưng Nam Mô Phật, người đó đã thành Phật. Kinh Pháp Hoa nói như vậy. Vì sao? Tại vì người đó có cái pháp lành sẵn, nhưng mà chưa đủ cái duyên để làm cho cái thiện lành họ sinh khởi. Có những vị muốn tụng kinh lắm, nhưng mà thời gian qua đi làm suốt. Vậy thì đây là cái cơ hội, đây là cái giờ phút. Mình chần chừ thì mai mốt đi làm lại thì mình lại không có thời gian. Cho nên giây phút nào mình tỉnh là giây phút đó mình tu. Pháp Hòa có làm một cái bài thơ đó: thời gian trôi thật nhanh, phải không? Thời gian trôi thật nhanh, mà giây phút nào mình tỉnh được thì giây phút ấy mình tu hành. Đó là cái điều là gọi là ba điều ha: ưa thích A Lan Nhã, ưa thích một mình ở đất trống, ưa cầu pháp thiện, và cái thứ tư là gì? Ưa dùng phương tiện hóa độ chúng sanh. Cái tâm nguyện của chúng ta đó là làm sao hóa độ. Chữ độ tức là mình đưa người từ bên bờ bên này sang bờ kia, từ khổ qua vui, từ đau thương qua đến an lạc. Và vì mình có cái tâm nguyện như vậy, cho nên bất cứ một phương tiện nào có thể làm được, mình cố gắng mình làm. Hôm nay thầy Đức Tạng hình như là chạy đi mua cái máy gì đó, cái dây gì đó, để cốt là làm cho cái chương trình livestream nó rõ hơn. Thì nhờ quý Phật tử ở Calgary mua, kiếm không ra. Nhờ may là bữa nay không biết thầy đi kiếm ở đâu đó thầy mua được. Không biết cái mua cái máy hay cái sợi dây gì không biết, thầy chỉ nghe nói thôi. Nhưng mà cái đó là thầy cố gắng tìm mọi cái phương tiện. Để làm gì? Để làm sao trong cái khoảng thời gian này, hay là mình đã giúp cho mọi người theo dõi cái chương trình trực tiếp online, thì mình làm sao cố gắng mình tạo phương tiện. Đã tạo phương tiện rồi thì phải làm cho nó tốt bằng tất cả cái khả năng của mình, để cho mọi người có thể nghe thấy được rõ ràng. Thì chữ phương là gì? Là phương pháp. Chữ tiện là tiện lợi. Phương pháp gì mà tiện lợi nhằm mục đích hóa độ chúng sanh thì cái đó gọi là phương tiện hóa độ. Có nhiều khi mình tạo phương tiện nhưng không phải để độ chúng sanh. Cái phương tiện đó có thể là chỉ thỏa mãn cho mình, chỉ làm vui cho mình, nhưng không nghĩ tới người khác. Cho nên nếu mình làm một cái phương tiện nào đó, có thể mình hy sinh, có thể mình chịu cực, nhưng mà cái phương tiện đó nhằm mục đích giúp đỡ cho người khác. Mấy ngày nay tự nhiên Pháp Hòa có một cái thêm cái job bên cạnh là hai thời kinh, rồi gì nữa, hai buổi học. Thì có một cái job nữa là gì biết không? Khai thị với cầu siêu online. Ngày mai đây có đáp cầu siêu online nữa nè. Bởi vì sao giờ các vị làm đám tang không ra nhà quan được? Thì bây giờ mình nói thôi, bây giờ gia đình tập hợp ở trong nhà, rồi mình trực tiếp FaceTime để cho các vị, mình hướng dẫn cho các vị làm một buổi lễ cầu siêu cho người thân. Đó là một phương tiện trong hoàn cảnh này thôi. Và thậm chí có những gia đình không thể nào đến cái nhà hoàng được, thì chỉ mất rồi thì đưa ra nhà hoàng, nhà hoàng tự thiêu, rồi gia đình chỉ thỉnh cái linh cốt về, rồi thiết lập bàn thờ. Thì mình hướng dẫn cho người ta có một thời kinh để làm chi? Trong một cái hoàn cảnh người ta bây giờ nếu mà không có gì hết thì thiệt sự là coi như là đã không được tới dự đám tang, rồi không có một thầy nào đến để mà có một cái lễ. Không phải là quý thầy đến thì người đó siêu, nhưng đó là một cái tâm tình, đó là một cái truyền thống, đó là một cái nghĩa cử đẹp của người thân đối với người thân của mình khi mất. Cho nên mình cố gắng phương tiện nào mình có được, mình làm được, mình giúp cho người. Dù chỉ là một buổi lễ ngắn, người ta vẫn cảm thấy ấm lòng, người ta vẫn thấy hạnh phúc. Cho nên khi mình có được một cái tâm mà muốn hóa độ, vì vậy mà mỗi ngày mình tụng kinh, trong cái lời mà Pháp Hòa thích lại,
Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn. Trong đó có một câu gì? Nguyện con rộng độ khắp chúng sanh. Nhớ không? Nguyện con rộng độ khắp chúng sanh. Rồi nếu mà mình đọc cái khơi suối yêu thương có câu á, Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, nguyện con có đủ phương tiện khéo, nguyện con được phương tiện quyền xảo. Đã là phương tiện thì phải quyền xảo. Xảo là gì? Là khéo léo, là tinh vi, chứ không phải là gọi là mình lương lẹo. Nhưng mà trong cái việc làm đó chúng ta có một cái khéo léo sắp xếp. Có Phật tử, có một Phật tử bên Úc gửi cho Pháp Hòa một cái thư và đề nghị là bây giờ cô sẽ tạo ra mỗi một cái tờ giấy những cái bài kinh mà được in thành trên trang giấy, nhưng mà nó lợt thôi, rồi quý bác lớn tuổi ở nhà không có gì làm theo cái bài kinh đó đồ lại. Cái đó gọi là gì? Chép kinh. Hiểu không? Ở bên người Tàu, bên Tây Tạng, ta hay có cái chương trình đó lắm, là chép kinh. Nhưng mà thay vì mình ngồi mình tự chép cái chữ của mình thì bây giờ đã có đồ sẵn ra rồi, quý vị có thể in cái đó ra rồi chép lại, dựa theo cái đó chép cho nó đẹp. Thì những bài kinh sám hối, những bài kinh mới gửi ngày hôm qua đây, ngày Pháp Hòa mới xem hồi sáng này, thì để coi rồi mình góp ý, rồi có thể cái việc đó sẽ được thực hiện, mình bỏ trên website của chùa. Vị nào muốn chép kinh có thể lấy xuống rồi chép. Thay vì mình ở nhà mình không có làm gì hết, thì quý vị có thể trong thời gian này ở nhà, ngoài theo dõi mấy thời kinh của chùa, quý vị có thể chép kinh. Ví dụ như bây giờ cái quyển kinh sám hối, nghi thức sám hối của chùa đó, quý vị thích, quý vị có thể mở cuốn đó ra rồi chép lại, giữ cho mình một cuốn chép tay, để mai mốt mình muốn mình có thể tụng cái quyển đó. Thành thử ra nếu mình muốn làm việc thì lúc nào cũng có việc để làm. Cái quan trọng là chúng ta có muốn làm không. Cho nên Phật Bồ Tát busy lắm, không có rảnh. Và trong cái policy, trong cái chương trình của Bồ Tát là không có về hưu. Bồ Tát không có apply đơn xin về hưu, gọi là bất hưu tức. Có một Bồ Tát nhớ không, Nam mô bất hưu tức Bồ Tát. Chữ hưu là thôi, chữ tức là nghỉ, không có thôi nghỉ. Bồ Tát không có thôi nghỉ. Ai nhớ Bồ Tát đó nè? Có nhớ tên Bồ Tát đó không? Nam mô bất hưu tức Bồ Tát. Đó là một vị Bồ Tát vì cái tâm nguyện của mình muốn độ chúng sanh là không có ngơi nghỉ. Cho nên nhiều Phật tử email, thầy ơi, tụi con nhiều lúc cũng mâu thuẫn quá. Kỳ này là nạn dịch, mọi người đều khổ, nhưng bù lại cũng có một chút an ủi là thầy được nghỉ ngơi. Nhưng mà thật sự chỉ ngơi mà không có nghỉ. Ngơi là sao? Khỏi phải đi đâu hết, ngơi thôi. Là một cái nghỉ rất là ngắn, nhưng mà cái nghỉ là không có. Cho nên đại chúng là để ý cái chỗ đó. Mình muốn độ chúng sanh là phải phương tiện. Cho nên cái việc mình nấu ăn ngon cho người khác ăn cũng là một phương tiện. Mình chịu khó, mình làm những cái gì đó cho người khác là một phương tiện. Mấy ngày nay Pháp Hòa biết là Phật tử của mình là nói riêng, còn cộng đồng người Việt của mình nói chung là chịu khó may rất nhiều khẩu trang để mà đem đi phân phối cho mọi người. Thậm chí mua những cái nước alcohol rồi dưới gel rồi về bia pha chế thành những cái chai rửa tay. Tất cả những cái đó đều là những phương tiện hết. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh cũng vậy. Tụng kinh mình sử dụng chuông mỏ là một hình thức phương tiện, chứ nguyên thủy Phật không có cái này. Và chúng ta, bởi vì khi mà Phật giáo sang đến cái quốc độ của chúng ta là chúng ta tụng kinh bằng không phải là đơn âm mà đa âm. Đa âm là giọng cao, giọng thấp, giọng trầm, giọng ngang, giọng ai, giọng thiền gì đó. Thì chúng ta lấy cái mỏ để làm gì? Để hòa nhịp, để đưa mọi người vô cùng một nhịp với nhau. Mà đã là sử dụng chuông mỏ thì cái người đánh chuông mỏ phải có những cái kỹ thuật. Chúng ta thỉnh mỏ, thỉnh chuông như thế nào để mọi người an lạc khi người ta nghe tiếng chuông, tiếng mỏ đó.
Cho nên nhớ các vị nào thỉnh chuông mở là nhớ là không phải mình chỉ lấy cái tay của mình gõ xuống phát ra tiếng là được. Cái đó chúng ta chỉ phát ra tiếng, nhưng mà chúng ta chưa có đưa cái tâm mình, chưa có thổi cái hồn mình đi vào cái tiếng chuông, tiếng mõ. Cho nên các đạo tràng đó, mình tới mình tụng kinh đó, mình nghe cái tiếng mõ của các vị thỉnh là mình biết là cái các vị này xưa nay chỉ thỉnh chuông mõ là cho có cái tiếng thôi, phát ra cái ben, thỉnh lên cái cốc vậy thôi, chứ không có nội lực ở trong cái tiếng chuông tiếng mõ đó. Chứ các thầy các cô trong chùa, nhất là mình là người xuất gia rồi, thì phải nhớ là mình làm sao mình tập cái tiếng chuông tiếng mõ của mình nó thanh thản, nó có cái thiền vị ở trong đó. Cho nên các thầy các cô mà thỉnh chuông thỉnh mõ nghe nó khác lắm. Tại vì sao? Vì có cái sự tu tập ở trong đó. Với hơn nữa là gì? Thả lỏng mình ra, đừng có căng thẳng. Tại vì khi mình căng thẳng cái ít khi nào cái tiếng chuông tiếng mõ mình nó hay lắm, phải không? Tại vì mình căng thẳng quá, mình sợ quá, cái là bắt đầu tay chân mình nó run lên. Mình thỉnh chỉ cần một tích tắc thôi là mình cái nhịp của mình nó không đều liền. Đó là bốn điều gọi là Bồ Tát có bốn loại vườn hay là bốn loại viên. Viên là cái vườn đó. Ưa thích A Lan Nhã, ngồi một mình giữa đất trống, cầu pháp thiện, dùng phương tiện để hóa độ chúng sanh. Lại nữa, Bồ Tát có bốn cung điện. Bốn cung điện là gì? Là cái nơi chốn sang trọng. Ở đây để nói đến cái cung điện của mỗi người chúng ta. Thí dụ như cái nhà của mình nó chật lắm, nhưng mà nó vẫn là cung điện của mình. Mình đi tới nhà người khác mênh mông, nhưng mà nó không quen, ở chơi một vài bữa vậy thôi, chứ còn thiệt sự nó không phải chỗ của mình thì chẳng phải là cung điện của mình. Cho nên ai cũng có cung điện của mình hết, dù lớn dù nhỏ, dù chật dù hẹp gì á, mình nằm lên cái chỗ của mình, xin lỗi, cái giường mình ngủ quen rồi, mình ngủ xuống mình vẫn thấy thoải mái, phải không? Cái mền mình đắp quen rồi, mình đắp vô mình vẫn thấy dễ chịu, phải không? Cái gối đó mình nằm không phải của mình, mình ngủ, có nhiều người khó nha, ngủ mà không phải cái gối mình ngủ không được. Vì sao? Không phải là cái mùi được của mình. Đó, cho nên làm sao mình có được, mỗi người có cái cung điện của mình. Thì ở đây chữ cung điện này không phải là nguy nga tráng lệ, mà là trong cái phạm vi của mình. Đức Phật, Ngài Bồ Tát Văn Thù nói, cung điện của mình là gì? Một là mình nương phạm trù. Phạm trù là gì? Cái phạm vi đó. Thí dụ như tất cả người tu mình đó, hay nói chung là người sống tu tập đó, cái phạm trù của chúng ta là gì? Từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Mình ở trong cái phạm trù đó. Rồi thậm chí đó là mình nói trong cái phạm vi tu tập thôi. Còn nếu mình nói đời sống hàng ngày của chúng ta, ai cũng có cái phạm trù của mình hết. Thí dụ như bây giờ mình là người tu thì nói gì? Nói chuyện tu. Mình là người buôn bán thì nói chuyện buôn bán. Mình không phải là người không phải buôn bán mà gặp nhau nói chuyện làm ăn, đầu tư, nó không phải của mình. Có bàn đi nữa, chút xíu chơi cho vui, chứ nó không phải phạm vi của mình. Cho nên Khổng Tử có nói á, bất tại kỳ chính, bất mưu kỳ chính. Bất tại kỳ chính là gì? Mình không phải ở trong phạm vi đó. Bất mưu kỳ chính là đừng có bàn cái chuyện đó. Bây giờ quý vị mà tìm tới Pháp Hòa mà hỏi chuyện chính trị, không biết, tại đâu phải chuyện của mình. Vì mình không phải là mình thờ ơ, nhưng mà nó không phải là cái lãnh vực của mình. Cái lãnh vực của mình là Phật Pháp, nói chuyện trong phạm vi Phật Pháp. Cái gì ngoài phạm vi Phật Pháp mình không có khả năng. Chứ không phải là mình tu rồi mình thờ ơ, mình không phải. Nhưng mà mỗi người chúng ta có một cái phạm vi của mình. Ngay cả trong các thầy, ngay cả người tu đi, có những thầy chuyên về luật giới. Mình muốn hỏi cái gì về luật giới, mình đi tìm tới các thầy đó, vì các thầy đó chuyên về cái đó. Có những thầy chuyên môn dạy về duy thức học. Mình muốn hỏi cái gì về duy thức học, về tâm lý học Phật giáo, tới các vị đó. Nói ra là các vị biết.
tâm thức của mình như thế nào, các vị nói cho mình nghe, thậm chí chỉ dẫn cho mình để mình biết những cái tâm hành sinh khởi của mình. Vậy thì cái phạm mình phải phạm trù là gì? Tức là chúng ta ai cũng có một cái phạm vi làm việc của mình hết. Chứ Khổng Tử nói vậy đó, bất tại kỳ chính, bất vui kỳ chính. Mình không phải cái lĩnh vực đó. Tại nhiều khi không phải của mình nói cái làm sao nó không đúng, nó không đúng mà mình nói trật thì không nên. Nói trật thì không nên. Vừa rồi có anh em gửi thư cho Hòa, nó hỏi một vấn đề, một số vấn đề giáo hội thế này kia. Hòa mới nói thầy không phải lĩnh vực này, không, mà nhớ đạo Phật nguyên thủy, tức là chữ nguyên thủy đây là gốc, cái gốc rễ của Phật giáo là không có một cái tổ chức gọi là như giáo hội. Sở dĩ ngày nay chúng ta có giáo hội là gì? Là bởi vì đạo Phật đi vào trong cuộc đời và muốn dễ gần gũi quần chúng, cho nên chúng ta tạm thời có danh xưng gọi là giáo hội Phật giáo. Và cái danh xưng đó là một phương tiện để làm cái cứ điểm chúng ta tổ chức những cái sinh hoạt truyền bá đạo Phật cho Phật tử quần chúng thôi. Và cái quan trọng là chúng ta nhìn hiểu giáo hội là gì, làm việc trong giáo hội ra làm sao, chứ không phải ở chơi chốn đó có những cái chức quyền hay là những cái cạnh tranh hay là những cái gọi là chúng ta chống bán, không có. Và cái chính của sự tu tập đó là an lạc giải thoát. Thật sự có những vị làm trong giáo hội nhưng mà không có an lạc giải thoát, mà rốt cuộc giáo hội là cái gì nó đè mình thì không đúng. Thì hỏi mình nhưng mà mình nói Pháp Hòa không biết, vì phạm vi đó không phải của mình, vì mình không có rành. Và cái chính của chúng ta tu tập, cái gì mà trong phạm vi tu tập thì được. Bây giờ á, mình người ta thường hay gọi là mỗi người có một cái sở trường. Thì mỗi người có cái sở đoản, mà cái sở trường của mình chuyên là cái gì á, còn mấy cái kia là chút chút bàn nói chuyện cho vui chứ không phải là chính. Mà mình lấy cái sở trường của mình mà đi đem đổi với cái sở đoản của mình thì nó không hay. Cho nên ở trong phạm, nương vào cái phạm trù. Nếu nói mà trong phạm vi tu mà nói đó ha, nếu mà vị nào đó mà chúng ta mà tu tập được từ bi xã, coi chúng ta ứng dụng trong được tất cả mọi sự việc trong cuộc sống, không tin là để ý thử. Ví dụ như mình làm cái gì cho ai là một cái việc làm của mình, phải không? Mà nếu cái việc làm đó thiếu từ, việc làm đó chưa gọi là có thể đi tới xa hơn. Thiếu bi, từ bi là gì? Tâm nguyện của mình muốn giúp cho người ta vơi khổ sanh vui, đó là ý niệm của từ bi. Và khi làm phải vui vẻ và là hỷ, và làm rồi đừng dính mắc, đừng chấp trước. Làm là hết lòng nhưng không có một cái đặc để gì với người nhận cái sự việc của mình là xã. Thử để ý coi trong cuộc sống của chúng ta, việc lớn việc nhỏ gì chúng ta làm mà thiếu bốn cái đức tính này á, thì việc làm đó chưa thể gọi là việc làm trọn vẹn đích thực an vui giải thoát. Tại làm hồi thiếu hỷ mình làm nổi dễ nổi quạo lắm. Thiếu xả nghĩa là không có cái khả năng buông xả mọi sự dính mắc, làm hồi là bực. Và trong việc làm chúng ta phải có từ bi, nghĩa là với cái mong mỏi. Phải qua ví dụ nè. Thí dụ bây giờ mình là một cái vị nha sĩ, người ta tới người ta làm răng. Dĩ nhiên trên cái thực tế là mình là người làm răng, người ta trả tiền mình. Nhưng bây giờ mình thổi vào trong cái việc làm răng đó tâm từ bi nữa. Này, tôi giúp cho cái người này là để người này hết đau răng. Họ hết đau răng là cái gì? Là bi. Hết khổ rồi, hết đau là bi rồi. Sau đó trám răng cho người ta, làm cho người ta hết sâu răng, làm cho người ta ăn cơm cho ngon, nhai cho được nữa. Thí dụ vậy, đó là gì? Đó là từ.
Bi là cho người ta hết khổ, từ là cho người ta được niềm vui. Và trong khi mình làm, người ta có thể mình làm, có thể người ta nói ồ tôi còn thốn quá, tôi còn ấy, mình làm cho người ta, chỉnh sửa cho người ta, làm mắt kiến cũng vậy, làm răng cũng vậy. Và người ta là trong khi mình làm có vui, và mình không có cố tình mình bực tức buồn khổ. Trong kinh đó, Đức Phật có kể là có một ông thầy thuốc, có cái bà đó, bà hứa bà bị bệnh, bà tới ông thầy này, bà nói thầy mà chữa cho tôi đi, chữa xong rồi tôi cho thầy một số tài sản khổng lồ. Ông chữa hết rồi cái bà quịch cái lời nói đó, bà không cho. Thì ông thầy này á, ông tức cái chuyện bà, cho nên ông cho bà ăn thang thuốc nữa. Bà uống vô bà bị mù. Đó, thành thử làm ông thầy thuốc chữa cho ta hết, nhưng mà tại vì mình dính vào cái lời hứa của ông ta, người ta hứa người ta trả hậu, rồi sau đó người ta không có hậu hỷ với mình, cái mình tức mình làm cho mình hại lên người ta. Thì cái vị này á, đời sau cũng là một thầy, có cái duyên phước là một thầy tỳ kheo tu, nhưng mà bị một cái nghiệp trở lại, cũng là mù. Thành thử ra từ một cái việc lớn việc nhỏ đó, nội ngày mấy ngày nay, ví dụ thầy Huệ Tạng đi, tội nghiệp thầy phải lên xuống một ngày bao nhiêu lần, thầy lo máy móc ví dụ vậy. Trong việc làm đó thầy cũng phải có từ bi hỷ xả. Rồi mấy em Phật tử về chùa làm công quả, quý cô nấu cơm cho mấy em ăn, mấy em nó làm bằng tâm từ bi hỷ xả. Mình chỉ có một chuyện lo cơm cho nó, thì mình phải làm gì? Làm bằng cũng tâm từ bi hỷ xả. Cho nên thật sự mà nói, bốn tâm cao thượng này Đức Phật nhắc rất là nhiều trong các kinh. Có dịp quý vị nghe lại cái bài kinh Người Áo Trắng ha, kinh Người Áo Trắng. Thì kinh Người Áo Trắng này Đức Phật ngoài năm giới ra, Đức Phật còn nói đó, làm sao một người đệ tử Phật phát triển được bốn cái tâm này đó. Mấy chị em phone giúp đỡ cho nhau trong vấn đề bác sĩ, cũng phone bằng cái tâm từ bi hỷ xả. Bây giờ đem cái đề mục này quán chiếu. Không rồi thầy đọc cái bài kinh, Pháp Hòa đọc bài kinh. Có một vị cư sĩ đó, ông bệnh nặng lắm, sắp chết. Ngài Xá Lợi Phất tới, Ngài Xá Lợi Phất dạy cho ổng tu từ bi hỷ xả trước khi chết. Và cái đề mục đó gọi là gì? Bốn phạm trù người sắp chết nên tư duy, nên thiền quán. Ví dụ như hồi nào giờ mình giận ai, thôi xả đi, vui vẻ buông xả đi, ghét nó quá trời, bây giờ khởi tâm từ bi đi. Mình đi cái mình phát triển được cái tâm đó rồi á, chết nhẹ nhàng lắm. Mình chết nhẹ nhàng mà đồng thời cái người mà bị mình giận đó, người đó cũng được mình tha thứ. Cho nên cái người sắp chết cũng phải quán từ bi hỷ xả. Để chi? Để mình, thứ nhất là lợi cho mình. Lợi cho mình là gì sao? Là vì chúng ta ra đi một cách thanh thản nhẹ nhàng. Mà chừng mà cái đó thiệt sự mà nói, cái lúc đó là mình cũng có phước lắm mới được ai tới khai thị cho mình từ bi hỷ xả. Chứ lỡ mà không ai nói hết trơn, biết cái gì. Thành thử ra ngay trong khi chúng ta còn sống, chúng ta hãy thường tập từ bi hỷ xả. Và cái đó là tự khai thị cho chính mình. Thì cái đó gọi là phạm trù ha. Thứ hai là ưa pháp thiện. Hồi nãy mình nói rồi, trên kia là cầu cái pháp thiện, ở dưới này là gì? Ưa cái pháp thiện. Đó, quý vị mà chịu khó online nghe giảng, đó là cầu pháp và ưa pháp đó, chứ không phải thường đâu. Thật sự ra các huynh đệ chùa bắt buộc phải học rồi, không thích thầy cũng đâu có chịu bắt lên học. Còn các vị này là không ai bắt, nhưng mà tình nguyện cứ tới giờ là bấm nút online. Thì các vị này mới thật sự, các vị online mà thật sự là ưa pháp và cầu pháp. Còn này là bị bắt nghe pháp bị bắt học không cho nghỉ. Có nhiều bữa giả bộ lên hỏi thầy, thầy có mệt không
Hỏi mệt đi chị phải không? Ơ thầy sao thầy mệt, thầy nghỉ đi, con cũng được nghỉ. Ngu sao nghe lời. Mệt cũng phải ráng. Mà nhiều khi á, nhìn đồng hồ thấy còn 15 phút nữa cũng tiếc, Pháp Hòa cũng phải ráng nói thêm 15 phút nữa. Tại vì sao? Tại vì mình ý thức được rằng cái giây phút mình có được như vậy nó không có nhiều, cho nên không lãng phí. Trừ những cái bữa nào mà quá ư nhiều việc thì chúng ta bỏ thôi. Chứ còn thật sự khi mà sắp xếp được rồi, mà vô học rồi thì không muốn phí. Thật là nhớ ha, ưa cầu pháp thiện và ưa nghe cái pháp thiện. Cái nghe nó quan trọng lắm. Tại vì trên đời này á, mình chỉ thích nghe cái gì mà mình cảm thấy mà nó thoải mái cho mình thôi. Ví dụ như ai mà nói gì chuyện trên trời dưới đất là mình thích hơn là kêu mình lại nghe một lời lành lẽ phải. Thậm chí mình nói hơi đông mà đi nghe mấy ông dạy đời, hơi nâu mà đi nghe mấy ông này, ví dụ vậy. Thậm chí có nhiều khi những cái bài pháp của quý thầy ta bỏ lên trên YouTube, ai thích thì bấm vô nghe. Có những vị bấm vô nghe mà không biết cái trong bài đó nói gì, cũng phê phán hay là chửi xả trên đó. Cái đó cũng không nên. Tại vì mình không thích thì mình cứ lock out, không có ai có quyền ép uổng gì mình. Nhưng mà trong cái nghe pháp đó, cái pháp thiện đó, chúng ta nghe nó khó lắm. Tại vì sao? Tại vì cái pháp thiện nó thường á, nó có công năng nó chữa lành bệnh mình. Mà chữa lành thì một là phải tê rác, hai là phải đau. Thí dụ lỡ mà mình đứt tay rồi, để miếng muối vô rồi, nó phải rác một cái. Bữa nào mà mình bị lỡ miệng á, chờ ngậm nước muối một cái coi, nó rác khó chịu lắm. Nhưng mà sau đó rồi nó đỡ, có phải không? Cho nên là nghe pháp thiện. Cái thứ ba là gì? Là quán tánh không. Tánh không là gì? Tức là cái bản chất của mọi sự việc đều là không. Nhưng mà nhớ không, không này là không gì? À, không này là không gì? Không thật có, chứ không phải là không có gì. Ở trong cái lĩnh vực mà giáo lý về tánh không á, là mọi thứ mọi vật nó đều là do duyên sinh thôi. Thí dụ mình chưa bao giờ nghĩ ra một cái chương trình gọi là trực tiếp livestream mà thường xuyên như vậy, đúng không? Chưa bao giờ nghĩ tới. Và tự nhiên cái duyên nó đến. Cái duyên nó đến thì cái này sinh thì cái kia sinh, cái dịch Vũ Hán nó sinh. Thậm chí bây giờ là các vị chưa bao giờ nghĩ là mình phải đóng cửa ở nhà 2 tuần 1 tháng, chưa bao giờ nghĩ tới. Mà chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mà cả cái thế giới này bây giờ là coi như bệnh dịch rồi chết chóc rồi thất nghiệp rồi tùm lum chuyện xảy ra, không bao giờ nghĩ tới. Chưa bao giờ mình nghĩ tới cái chuyện là phải đi xếp hàng mua thức ăn. Mà bây giờ ngoài chợ hồi sáng có nghe kể là mấy cái chợ của mình đây là bây giờ đứng ngoài sân dài dài vậy đó. Mà chưa bao giờ nghĩ tới là có những ngày mình phải may những cái khẩu trang để dành để mà đi ra đường như vậy, vân vân. Thì trong nhà Phật gọi là gì? Cái này sinh thì cái kia sinh. Do dịch bệnh nó sinh, rất là cần những cái khẩu trang, cho nên mình mới may khẩu trang. Nhưng mà mai mốt bệnh dịch nó không còn có mặt nữa thì mình cũng sẽ cất máy may, mình sẽ không còn may những cái khẩu trang đó nữa. Nhưng mà cuộc đời này cái gì nó cũng có thể xảy ra. Đó, đây là một cái bài học lớn cho tất cả chúng ta. Quán chiếu lại, chúng ta thường nghĩ không bao giờ chuyện đó xảy ra, không phải. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, phải không? Nhưng mà tất cả đều là duyên sinh. Cho nên mình thấy trong cái này, cái mà ngày nay nó đang có mặt ở đây,
Nó là từ tất cả mọi cái duyên nó có mặt hết. Và ngày nay chúng ta, rồi mỗi người, cái duyên mỗi người phải ở nhà, rồi cái duyên cái mình cũng được ở chùa, rồi cái duyên là mình cũng phải cách ly. Nhưng mà mình đó là một cái đạo tràng, cho nên mình có thời khóa, thì mình tạo duyên thêm cho tất cả các huynh đệ ở xa. Rồi mai mốt đây mình cũng phải trở lại những công việc thường nhật của mình, các vị cũng phải trở về với công việc của các vị, thì cái này nó không có, nó không còn nữa. Nó không còn không có nghĩa là nó không có gì hết. Nó chỉ là tạm duyên nó tới đó thôi, rồi tất cả mọi việc phải trở về. Cho nên cái tánh không của các pháp là mình nhìn tất cả các pháp, mình thấy tất cả đều là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì chỉ là tạm có chứ không thật có. Ngay cái thân mình, nhà, cửa, mọi thứ, mọi thứ đều là duyên sinh hết. Ở nước Mỹ mình đâu bao giờ mà nghĩ mà có những trường hợp mà đi chôn mà xác chết mà chôn tập thể như vậy, chôn riết không cần phải quan tài luôn. Thí dụ vậy. Cho nên á, phải thường có những cái nhìn thấu đáo về các pháp. Cho ví dụ bây giờ mình thấy một cái việc gì nó khổ đến với mình đi, để làm sao cho mình giảm khổ. Chưa dám nói là mình hết khổ, giảm thôi. Mình thấy tất cả đều là duyên hết. Ví dụ bây giờ cái người đó mình thương quá trời quá đất, mình chăm sóc người đó, mình thương yêu người đó, đùng một cái người đó chết, mình tiếc lắm. Nhưng mà mình cũng nhìn lại rằng giữa mình với họ có một cái tương duyên, và tất cả những cái tương duyên của nghiệp, của phước này, nó đều có cái phạm vi và cái thời gian của nó, có khi dài, có khi ngắn. Như những món nợ trong đời, có những món nợ trả tới 50 năm, như là những cái mortgage dài lớn. Bây giờ mình mua một căn nhà có thể trả tới 25-30 năm, nhưng mình mua một cái tivi có thể trả 1 năm thôi. Mình mua một cái tủ lạnh, một cái giường ngủ trả góp cho cái tiệm đó có thể 1 năm là xong. Nhưng mua một căn nhà nó khác. Hay là mình mượn tiền để mình tạo lên một cơ sở làm ăn trả tới mấy chục năm. Thành thử ra tùy, mình phải quán. Chúng ta có mặt, chúng ta gặp nhau đời này đều là duyên nợ. Có người ta kêu là nghiệp, nhưng mà giữa cái nghiệp nó có cái duyên. Duyên gì và nghiệp bao nhiêu và bao dài. Có những cái nợ ngắn, có những cái nợ dài. Thì thôi bây giờ giữa mình với người đó, tới đây là cái mortgage, cái duyên nó hết. Thì người đó đi đến một cái quốc độ khác, hay là có một cái kiếp sống khác. Chúng ta tiếp tục kiếp sống của mình. Nhưng mình buồn, nhưng mà sau đó mình nghĩ lại, khi họ còn sống, những gì mình muốn làm cho họ mình đã làm hết rồi, mình không có gì hối tiếc nữa hết. Thì mình tập quán như vậy, quán tất cả mọi sự mọi việc như vậy. Trong cái gì nó cũng có cái nghịch với cái thuận của nó. Cái nghịch của mình bây giờ là mình đang rất gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà nếu chúng ta không có một cái pháp nào nữa để mà trấn chỉnh, để mà an định cái tâm mình đó, là mình sẽ loạn lên. Thế giới bên ngoài loạn, thế giới bên trong mình cũng loạn. Chứ bây giờ cái chúng ta đang làm là chúng ta vẫn phải lo, chứ không phải nói là mình buông tay mình không lo. Nhưng trong cái lo mình, nó có trầm tĩnh, nó có tư duy, nó có quán chiếu, nó có sự chấp nhận, nó có sự buông bỏ. Nếu nói mất mát, một lần này ai cũng mất mát rất là lớn, tổn thất rất là lớn. Mà không phải chỉ một quốc gia, mà hầu như là cả thế giới. Thì sự mất mát này là cái nghiệp chung. Mình phải cộng nghiệp, tại vì mình một con người đang sống trong đời này, thì mình phải cộng nghiệp với cái đó. Thì bây giờ mình muốn, bây giờ người thì lo quốc gia, xã hội, người thì việc này đi kia. Thí dụ quý bác lớn tuổi đâu lo gì được nữa, thì thôi mình giữ cái tâm mình cho bình an, để sức khỏe mình tốt, bằng cách là mình niệm Phật tụng kinh. Cho nên việc gì chúng ta cũng có thể làm hết. Và ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng có được cái cách tu tập. Cho nên cái không á, nó không có nghĩa là không có gì hết. Mà cái không này là tất cả chúng ta làm việc gì, gặp cái duyên gì, chẳng qua là duyên sinh thôi. Vì gặp duyên chúng ta phải làm điều đó.
Thứ tư là cùng ở chung với người tu tập. Một trong những cái hạnh phúc của mình á, trong đời này á, là mình sống chung với những người biết tu tập hay là thích tu tập. Tu tập là gì? Không phải là người đó gõ mõ tụng kinh, không phải vậy. Tu tập là người đó có cái điềm đạm, có cái nhẫn nại, có cái trong sáng từ thân tâm lời nói. Người đó có cái chịu khó thay đổi, chuyển hóa mình. Đó là tu tập. Chứ không phải là cái người gõ mõ tụng kinh, mở băng nghe pháp cả ngày kêu là người tu tập, không phải. Mà cái thực tế nhất là mình sống chung với những con người. Thứ nhất là họ có sự nhẫn nại. Thứ hai là họ có sự tươi sáng trong cái suy nghĩ của họ, trong cái lời nói của họ. Tại vì sao? Tại vì người có suy nghĩ tươi sáng thì nhất định lời nói họ sẽ tươi sáng. Họ giảm đi những cái nghi ngờ trong cuộc sống. Và đồng thời, cái người đó có cái ái ngữ, có cái lời nói dễ nghe, mà người đó chịu khó sửa đổi bản thân, chứ không phải là nói tôi là vậy đó. Mà thật sự bây giờ ngay cả khi mình ở trong chùa nè, đó mình sống chung với nhau như thế này mà cứ nói là mình là người tu tập mà bản thân mình không có sửa đổi gì hết, không có tu tập gì, mà chúng ta ở với mình ta cũng khổ nữa. Người ta ở với mình người ta cũng khổ nữa. Ví dụ như bây giờ mấy huynh đệ một ba bốn người chung một phòng, ai mà không có cái tật của mình, thì mình làm sao mình thấy được cái tật của mình và mình chỉnh sửa lại cái tật của mình. Ví dụ sau 10 giờ đêm, theo lệ của chùa là giờ chỉ tịnh, thì giờ đó mọi cử chỉ của mình phải nhẹ nhàng. Nếu mình có thức khuya, mình có đi ra đi vô, mình làm gì phải nhẹ tay, từ cái đóng cửa cho đến cái tiếng dép, thậm chí cái bật đèn. Nếu mình biết mình ấy thì ban khuya mình có cái đèn pin nhỏ nhỏ, mình cần gì mình mở cái đèn pin lên, mình nhẹ nhẹ, mình sống mà mình có, mặc dù mình vẫn có cái việc làm, nhưng ít nhất người ta vẫn thấy cái thiện chí của mình là còn nể kiêng những người trong phòng với nhau. Dù mình bao lớn không biết, sống mình có cái như vậy. Ví dụ như nhiều lúc làm việc gì đó, muốn cần mấy lỡ nửa đêm trên phòng có chuyện gì, muốn xuống tìm mấy thầy lên giúp, mà đi xuống thấy mấy thầy ngủ ngon quá, cái mình không nỡ gọi, thôi đi lên. Rồi cứ đi lên rồi đi xuống. Nhiều khi hồi đó mấy thầy còn nhỏ đi học, nhiều khi ban đêm vậy cái thôi, mình nghĩ về đợi mấy thầy ra phụ mình xúc tuyết, cho mai sáng tuyết này đóng cứng lại khó lắm, thôi mình đi ra mình làm vài cái được theo cái sức của mình. Cho nên mình sống trong một cái ngôi nhà với nhau cũng vậy. Vợ chồng, cha mẹ, anh em, con cái, chú thím gì cũng biết, mình sống với nhau thì mình chịu khó vậy thôi. Thì những người như vậy là người có tu tập đó. Chứ tu tập đó là mình gì? Là mình tu chỉnh bản thân, tập thay đổi những cái tật của mình để trở thành ra một cái gì đó nó làm cho người khác dễ chịu. Thế thôi. Chứ không phải là mình ở chung với những người chuông mõ mỗi ngày, mở pháp suốt đêm, không phải vậy. Có nhiều khi mở suốt người ta khó ngủ nữa. Cho nên mình phải thấy cái đó. Thôi đừng nói ở chung nha. Nhiều khi bữa nào mà phải đi chung xe với ai 5 tiếng, 6 tiếng mà người đó trời, họ nói ngày, nói suốt từ đầu buổi tới cuối buổi, họ không ngưng một giây phút nào. Mình ngồi có 5 tiếng mình cũng mệt rồi đó. Đó, mình nhiêu đó thôi là mình đủ, mình quán chiếu là khi chúng ta sống với nhau, nếu chúng ta thấy rằng chúng ta đã là người có duyên sống với nhau và muốn có được cái an lạc với nhau, cho nên trong một đoàn thể tăng á, bản chất của tăng là phải hòa hợp. Cái chuyện hòa hợp đâu phải tự nhiên vô trong chùa cái kêu là tăng là hòa hợp đâu. Nếu mỗi tăng đó, mỗi một thành viên trong tăng đoàn đó không sửa thì làm sao nó thể đi ra cái chỗ gọi là tăng được. Bản chất là hòa, bản thể của tăng là hòa hợp. Vậy thì ai cũng có cái khả năng hòa hợp, nhưng mình phải phát huy cái khả năng đó
để đại chúng này mới được gọi là một đại chúng có hòa hợp. Mà chỉ khi nào có hòa hợp như vậy, mình mới đi tới cái chỗ là thống lý đại chúng, để đi đến chỗ gì? Không còn trở ngại. Mà muốn thống lý đại chúng là gì? Mình phải đem mình nhập vô cái chúng đó để mình đi cùng một dòng. Ví dụ chúng người ta đi về nè, tự nhiên mình tách. Mình tách thì đâu phải là thống lý. Thống lý là người ta về, mình phải join vô. Giờ người ta đi tụng kinh, mình phải đi tụng kinh. Cho nên cái câu là xin nguyện làm dòng sông, không làm hạt nước nhỏ. Và ở trong cái giáo lý tánh không á, người ta nói tánh, giáo lý tánh không là tất cả đều là một duyên sinh như một dòng nước, chứ không phải là một giọt nước. Tại vì một giọt nước, bản thể nó, bản chất nó không làm được gì hết, nó không phải là một dòng sông. Nói chung là một dòng nước, nó là một cái giọt nước thôi. Mà nó, cái giọt nước đó, nó gom lại để thành một dòng sông. Mà tách một cái giọt ra thì nó chỉ là một giọt nước. Để muốn nói đến cái chỗ gọi là duyên sinh. Dòng nước được có gọi là dòng nước bởi vì bao nhiêu giọt nước nằm trong một cái dòng đó. Mà lấy từng giọt nó ra thì không thể gọi là một dòng nước. Ví dụ bây giờ mình cầm một cái tô nước kêu là tô nước, nhưng lấy cây kim chích một giọt ra thì lại là một giọt nước. Rồi bây giờ nếu có ngàn cây kim vô, cứ mỗi ngọn cây kim hút một miếng thì ngàn cây kim, 2000 cây kim thì tô nước nó không còn. Nhưng bây giờ đem 1000 cái kim đó để vô lại cái tô đó, bấm nước trở lại thì nước nó đầy lại cái tô, thì mới gọi là một tô nước. Cho nên bản cái chữ tăng đó là tăng là hòa hợp, nhưng tự thể nó không thể hòa hợp nếu chúng ta không có cái gọi là thống lý đại chúng. Cho nên mình đừng có tụng cái câu tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Cái chỗ không còn trở ngại là ở mình. Mình có làm trở ngại cho đại chúng không? Mình có chịu hội nhập với đại chúng để đến một cái đoàn thể không còn trở ngại không? Có nhiều khi cả một đoàn thể đó ta ngán có mình à. Có mình tới là tự nhiên ta sợ cái không khí nó thay đổi liền. Người ta đang vui vậy, cái mình xuất hiện cái là ta xìu xuống, không ai còn. Là mình biết mình phải có cái tư duy trở lại. Ủa? Tôi sao mà như vậy? Cho nên á, đại chúng nhớ là khi mình ở chung với cái người, mình ưa ở chung với người tu tập, thì đừng nghĩ là người tu tập là cái người chuông mỏ, mà phải biết rằng cái người đó biết thay đổi mình, biết chỉnh sửa mình, biết điều phục mình. Thật sự ra mà nói, bất cứ một vị xuất gia nào cũng đều là những người phàm phu hết. Nhưng mình đi vào trong một môi trường, mình muốn ở trong tăng, mình một là thành phần của tăng, thì tự mỗi người phải thay đổi, phải chuyển hóa. Vợ chồng cũng vậy thôi à. Vợ chồng mà mình, người chồng không chỉnh sửa mình một chút, người vợ không thay đổi mình một chút, thì hai vợ chồng đó khó hạnh phúc. Đó. Nói ra là có những cái mít lòng cãi vã. Thật là cái người kia biết người nọ hay nổi nóng ở chỗ nào thì đừng có chạm vô những cái chỗ đó. Thật là cuộc sống vợ chồng hay cuộc sống gia đình hay cuộc sống tăng thân là một quá trình thay đổi, chứ không phải bình thường đâu. Bây giờ mình nói ví dụ ha, thân thể mình, ngũ uẩn nè, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ở trong sắc này nó có 4 thứ: đất, nước, gió, lửa. Bỏ 4 kia qua bên, nói cái sắc uẩn thôi. Nói về sắc uẩn thôi là mình có 4 thứ: đất, nước, gió, lửa. Mà thử thời bây giờ 4 chất này mà nó đấu đá với nhau coi, mình sao? Bệnh tật mỗi ngày. Có phải không? Giống như Pháp Hòa mấy ngày nay, thiên hạ là ai cũng ấm hết trơn, ta trời ta nóng, nhưng mà mình lạnh, lạnh từ trên đầu lạnh xuống. Mấy ngày nay là quý cô có thấy qua đội nón trùm khăn hoài là vậy. Tại vì sao? Tại vì con rắn nước trong người mình nó bị, con rắn lửa của mình nó thua con rắn nước. Mà khi mà con rắn lửa nó cắn con rắn lửa nó thua con rắn nước, nó mạnh thì bắt đầu nó phát lạnh. Phải không? Nó phát lạnh thì con rắn đất đó, con rắn gió là hơi thở của mình,
Cho nên mình là một ông chủ có bốn con rắn hổ và con rắn đất, con rắn lửa, con rắn gió, con rắn nước. Vì bốn con rắn này nó luôn luôn nó rình rập với nhau. Mình là một ông chủ, hễ mà trong người nóng quá là con rắn lửa nó thắng rồi đó, cái đi kiếm nước uống vô. Thì ông chủ này thua lỗ. Và đến một ngày nào đó, bốn con rắn này nó đồng ý với nhau, nó ký một cái hợp đồng, nó sẽ rời bỏ ông chủ này. Thì mình thành ông chủ gì? Chủ chết. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói cái thân này là một cái giỏ đựng bốn con rắn. Đất nước gió lửa là bốn con rắn. Hằng ngày chúng ta sống, chúng ta ăn nè, chúng ta thở nè, chúng ta mặc ấm nè, chúng ta quạt nè, hay là chúng ta ăn đồ mát vân vân, nói chung là mình sinh hoạt cho cơ thể này chỉ nhằm một mục đích là điều hòa bốn con rắn. Vậy sao cho nó đừng có chống bán với nhau? Thì mình lấy cái đó ra, mình sống chung với cái thực tại trong cuộc sống của chúng ta. Con rắn nào mà thắng cũng khổ hết trơn á. Cho nên trong có những gia đình đó, người cha lúc nào cũng muốn giành cái phần thắng. Cho nên chẳng những chống bán người mẹ, rồi đi làm sao kéo lôi con cái đứng theo phía mình. Rồi người mẹ cũng vậy, cho nên con nó đứng giữa nó khổ. Có bữa nó phải ngồi nó nghe cha nó rù quến nó. Rồi người mẹ mà thấy cha nó chiều chuộng tụi nó chỉ nhằm mục đích là cho mấy đứa con nó đứng về phía cha nó, thì người mẹ tức. Rồi người mẹ cũng sẽ làm cái gì đó để cho con đứng về phía mình. Mà mình quên rằng khi mình làm như vậy, vô tình mình đã bồi dưỡng cho con mình những cái, tại vì mình muốn chiều nó muốn gì mình cho nó nấy, để mà đứng về phía mình. Nếu mà cái đứa con nó thiếu cái tư duy, nó sẽ sống theo cái hả hê đó. Rồi cha mẹ cứ leo thang bồi bắp cho nó những cái nhu cầu mà nó không cần thiết, với chỉ vì mục đích là mình muốn cái người kia, cái đứa nhỏ mình phải giành cái phần thắng. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta nó nhiều thứ lắm, mà chỉ cần chúng ta thiếu cái sự tu tập thôi. Thì xin đại chúng đừng có hiểu lầm chữ tu tập là tu tập nghĩa là cạo đầu, mặc áo tràng, chuông mỏ. Mình không nói cái đó. Cái tu tập ở đây là chúng ta làm sao chúng ta thấy mình, để sửa mình, để làm sao mình làm cho cái không khí, cái môi trường chúng ta đang sống. Ví dụ như hiện tại xã hội cách ly, con người cách ly, và nếu chúng ta không có chịu khó cách ly, không có chịu khó tự bảo hộ mình, mình có thể bị lây bệnh, hoặc là mình có thể lây bệnh cho người. Điều đó không biết được. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại của vô tận. Cái của này là gì? Là tài sản, của cải, của cải vô tận. Vô tận là không cùng tận, của cải không cùng tận. Cái người sống ở đời có những của cải không cùng tận. Đó là gì? Một là của cải về đa văn. Đa văn là chúng ta chịu khó học hỏi, gọi là học nhiều, nghe nhiều, gọi là đa văn. Thứ hai là của cải về thuyết pháp. Ở trong kinh đó, Đức Phật có nói về năm cái việc làm của một vị pháp sư, một cái người nói pháp. Một á, là cái người đó phải nói tuần tự, nói thứ lớp, nói tuần tự. Thứ hai
là cái nhìn của cái người đó vào cái pháp môn. Thí dụ hôm nay mình nói về thiền, hay là mình chuyên về tu thiền, giảng thiền, thì mình đem cái tư duy của mình về cái pháp đó, diễn giảng pháp đó cho hành giả về cái pháp đó người ta nghe. Nhưng chúng ta không chống bán cái pháp khác. Cái đó mới là cái việc làm của pháp sư. Giảng sư là mình có bổn phận nói mạch lạc tuần tự, nói nhắm vào cái pháp mà mình đang nói, làm sao cốt cho người ta hiểu được những điều mà người ta đang muốn hiểu. Chứ không phải là chúng ta đem những cái chống bán, hay là chúng ta vạch những cái sai lầm của pháp môn kia. Tại vì á, mỗi một viên thuốc nó đều có cái tác dụng của nó. Và nếu pháp cái viên thuốc đó mà người nào uống không đúng, nó cũng có thể bị gì? Bị side effect, tức là bị, mình gọi là bị phản ứng phụ, phải không? Thiền cũng vậy, tịnh cũng vậy. Ai mà uống quá liều là bị phản ứng ngay. Ví dụ là người nào cuồng với tịnh độ, thì tự nhiên người ta nghe, người ta nói, ủa sao người nào tu tịnh độ mà không có giống Phật Pháp tịnh độ, cuồng tịnh độ. Thì người tu thiền cũng thế, người tu mật cũng thế. Cho nên cái Đức Phật dạy á, cái người giảng sư phải có hội đủ 5 điều. Một là phải nói tuần tự. Hai là chỉ nhắm vào pháp môn. Còn nếu mà nói gần nữa là gì? Một người giảng sư chỉ nói trong phạm vi tu tập, chứ không nói những cái khác. Tại vì người ta bưa cái đó rồi, người ta bưa cái đó rồi, người ta ngán ngẩm cái đó rồi. Người ta chỉ muốn nghe những cái gì mà trong Phật Pháp dạy để người ta chuyển hóa, người ta tu. Mình đừng có châm thêm cái hận thù trong lòng của họ. Có một cái bài mà chúng ta hay tụng à, đau khổ đã nhiều rồi, đắng cay và mệt mỏi, phải không? Cuộc đời này nhiều đau khổ, nhiều đắng cay rồi, chúng ta không cần phải châm thêm nữa. Cho nên cái mục đích của cái vị thầy mà giảng kinh trong Phật giáo, giảng pháp trong Phật giáo, là chúng ta nhắm về cái sự tu tập. Cái thứ ba đó là phải nói với lòng bi mẫn, nói với cái tình thương, chứ không có gieo rắc hận thù, nói bằng cái sự ghét bỏ. Thứ tư á, là không nói vì tài vật. Tức là cái tâm nói pháp là bình đẳng, chứ không có thấy người kia giàu mình mới nói, người này nghèo mình không nói. Hay là mình ghét người kia, mình móc mỏ, mà mình nói móc nói méo họ, nói xuyên nói xéo, không có. Cho nên ví dụ mình lỡ mình nghe cái vị nào nói trúng tim bệnh của mình đó, thì mình biết là chẳng qua là người ta trình bày phương thuốc trong cái vô tình nó trúng bệnh của mình thôi. Mà lẽ ra là mình phải vui mừng khi cái bệnh đó người ta nói trúng, chứ người ta không có cái ác ý gì với mình. Thật sự nếu một vị thầy mà có cái tâm nào như vậy mà lên đó, thì cái vị đó hơi thiếu cái phần thứ tư này, là không phải nói với tâm bi mẫn, hay là không phải nói vì cái tâm muốn chỉnh sửa. Thứ năm là mình nói cái gì mà không tổn thương mình, không tổn thương người. Đó là năm điều mà một vị giảng sư trong Phật giáo có. Nhắc lại ha. Một là mình nói tuần tự, nói thứ lớp, nói từng tự. Thứ hai là mình nhắm vào một cái việc chúng ta cần nói. Nếu mà nói tổng quát, một vị thầy của Phật giáo hướng dẫn cho đệ tử Phật tử mình tu tập theo Phật giáo, theo chánh pháp, không có nói cái khác. Mình muốn nói cái khác ở một cái phạm vi khác, một môi trường khác,
chứ không phải ở trong một đạo tràng tu tập. Thứ ba là nói với lòng từ mẫn. Thứ tư là nói không vì tiền của. Thứ năm là nói không làm tổn hại mình, không làm tổn hại người. Cho vị Bồ Tát đa văn, học rộng. Ví dụ như vừa rồi trong thì Pháp Hòa cũng thấy có những một vài tài liệu đưa ra, người ta quan có liên quan đến cái kinh Kim Quang Minh. Nhưng mà Phú Hòa thấy rằng đó là trên lĩnh vực nghiên cứu. Còn mình ở đây á, là mình lấy những cái điểm tích cực hay của kinh. Và thứ nhất, thứ hai là mình không phải, kỳ này mình không phải giảng thẳng về kinh Kim Quang Minh, mà là mình chỉ giới thiệu. Cho nên những tài liệu hơi tiêu cực Pháp Hòa đọc hết, biết nhưng mà không nói. Tại vì mình thứ nhất là mình không phải giảng kinh Kim Quang Minh, mà thứ hai nữa là một bộ kinh, các vị người ta là học giả, người ta nghiên cứu, người ta có quyền đem những cái gì người ta thấy biết. Còn ở đây là mình là chỉ nhắm tới cái vấn đề là học hỏi từ bộ kinh. Thì cái này là đúng là trường hợp gì? Bất tại kỳ chính, bất mưu kỳ chính. Mình không phải phạm vi là một học giả thì mình không nói chuyện của học giả. Phải không nè? Mình là gì? Mình là gì giả? Hành giả thôi. Hành giả thôi. Tức là không phải hành, không phải hành sắc, không phải hành say, hành giả. Giả đâm ra. Hành giả là người ứng dụng, người tu tập. Có những cái mà biết nhưng mà mình thấy nó chỉ là một cái ý kiến chứ nó chưa, mình cái nào nó gần gũi hơn mình nói. Có những vị người ta giải thích, thí dụ người ta nói thập nhị gì 12 đại tướng Dược Xoa trong kinh Dược Sư á, thì nó tương đồng với 12 con giáp. Pháp Hòa đọc cái tài liệu đó cũng có đọc, nhưng mình thấy nó không phù hợp, là vì Ấn Độ hồi xưa làm gì có 12 con giáp. Hiểu rồi nói không? Tức là có những tài liệu Pháp Hòa vẫn thấy vẫn ấy, nhưng mà mình thấy cái nào nó không có tương đồng, đồng thời cũng không cần phải biết. Thôi, mình ai là học giả thì ta làm ở cái việc của học giả. Mình ở đây là người tu, mình là người chuyên lo tu tập, diễn giảng những cái gì trong cái phạm vi của mình, hầu mình nắm được cái tinh yếu của mỗi một cái bài kinh để chúng ta tu tập. Cái đó là cái chính. Cho nên mỗi lần mà nghiên cứu bộ kinh nào để mà chia sẻ với đại chúng, Pháp Hòa có biết những cái điều, những cái bài đó, nhưng Pháp Hòa không có đa động vô. Tại vì mình đem ra rồi là làm cho người khác thêm phân vân nữa. Mà các vị đây đâu phải là học giả, đâu phải là những người nghiên cứu, phải không? Mình cùng với nhau lo tu thôi. Thì lấy câu Khổng Tử vậy đó. Khổng Tử dạy bất tại kỳ chính, bất mưu kỳ chính. Mình không ở phạm vi đó, không nói chuyện phạm vi đó. Thứ ba là về sự giúp đỡ mọi sự nghèo thiếu. Trong cuộc sống của chúng ta đó, có những ai cũng nghèo thiếu hết á. Đừng có nghĩ ai cũng giàu có nha. Có nhiều người người ta giàu có tiền của, nhưng ta nghèo thiếu pháp lành. Có nhiều người người ta dư tiền, nhưng mà ta thiếu gì? Thiếu cái tư duy để xài tiền. Có nhiều người á, người ta dư giáo lý, nhưng người ta chưa ứng dụng giáo lý, ta vẫn nghèo thiếu trên phương diện tu tập. Có nhiều người người ta dư cái đẹp, nhưng người ta thiếu cái đẹp của bên tâm. Thật ra mình phải biết rằng mình cũng nghèo thiếu,
mọi người xung quanh mình. Cho nên mình giúp được ai cái gì, ở đây là của cải về sự giúp đỡ mọi sự nghèo thiếu. Không phải là vấn đề tiền bạc. Có những người người ta nghèo tiền, nhưng tư cách sống người ta dư. Có những người người ta nghèo tiền, nhưng mà người ta biết cách sống, biết ứng xử. Ta đâu có nghèo, bất quá ta nghèo tiền thôi, nhưng mà ta không nghèo cái phương diện sống. Cho nên chúng ta cũng vậy, mình sống trong chúng. Hoặc là bây giờ mình thấy một cái người đó, người ta giàu, giàu là so với mình thôi, nhưng mà nhìn vào cái giàu của họ thì họ cũng mang nợ dữ lắm. Thật sự mình thấy họ giàu chứ chưa phải là cái giàu thật lòng. Tại vì cái đó cũng là của vay mượn. Nó thực tế là nó như vậy. Và trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có cái của sản của mình. Ai cũng là thần tài hết, ai cũng có tài hết á. Tài là tiền của đó. Nhưng mà cái quan trọng là mình có cái đạo đức trong cái phương diện sử dụng nó không. Còn nếu mà nói tài năng, ai cũng có luôn. Nhưng mà mình phát triển tài năng của mình, sử dụng tài năng của mình như thế nào? Có những người có tài nhưng mà không có cái đức, cho nên cái tài nó biến thành cái tai. Cụ Nguyễn Du nói có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một phần. Thì tùy theo cái sử dụng của chúng ta. Cuối cùng, một vị Bồ Tát có của cải về hồi hướng đến Bồ Đề. Trong cái bài tụng mà tùy hỷ hồi hướng có câu là: nếu con đã từng bố thí, nhớ không, dù chỉ một vài hạt cơm, nếu con đã từng cứu chúng sanh, dù chỉ một vài con chim, con cá, nếu con đã từng cúng dường trái tăng, dù chỉ một buổi, nếu con đã từng xuất gia, dù chỉ một vài ngày. Nhớ không, nhớ cái bài đó không? Tất cả những công đức đó, con chỉ muốn hướng về đạo quả Bồ Đề. Ngoài tâm Bồ Đề này ra, ngoài khao khát hiểu biết lớn, ngoài khao khát thương yêu sâu, con không còn ước mơ gì nữa cả. Đọc cái bài tùy hỷ hồi hướng, và đọc tới cái đoạn đó thôi là tự nhiên mình cả một cái sự cảm xúc. Ngoài khao khát hiểu lớn, hiểu biết lớn, ngoài nguyện ước thương yêu sâu, con không còn ước mơ nào nữa cả. Hiểu biết lớn là gì? Là trí tuệ. Thương yêu sâu là gì? Là từ bi. Con người tu mà không có cái đó, lấy gì làm cái đôi cánh của mình, làm cái bàn tay của mình, làm đôi tay của mình được. Chờ Pháp Hòa mỗi lần mà đọc cái bài tùy hữu mà tới chỗ đó là cảm xúc. Mặc dù cái lời đó nếu mình đọc, chỉ mà đọc thôi thì không thấy gì hết. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng á, khi mình đọc kinh á, lấy trái tim ra đọc. Mình đọc bằng con mắt, mình đọc bằng cái miệng, mình đọc bằng lỗ tai là mình nghe người ta tụng cho nó đều. Con mắt mình nhìn theo chữ mình tụng, miệng mình tụng hòa nhịp theo, trái tim mình ra nữa, phối hợp. Tự nhiên thời kinh nó lính liền. Nó lính là sao? Tại vì mình tụng, lúc đó mình có sự cảm xúc. Cho nên vị nào mà tụng kinh á, mà khóc á, đừng nghĩ mình khùng, đừng nghĩ mình ai dựa nhập, mà lúc đó mình có một cái tác động mạnh vào trái tim mình. Thí dụ ha, hồi xưa Lục Tổ Huệ Năng á, trước khi làm tổ á, ngài đi ngang cái nhà mà tụng kinh Kim Cang đó, ngài nghe một câu kinh, nhớ không? Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Tự nhiên ngài nghe tới cái câu đó thôi, nó tác động trong cái tâm của ngài và ngài bừng ngộ ra. Thời mỗi người có một cái duyên nghe pháp, mỗi người ngộ một cái chỗ, không thể nói. Ngài nghe xong câu đó, ngài bừng sáng lên. Ngài tới cái nhà đó, ngài nói: thưa hành giả đang trì kinh gì vậy?
Ông kia nói tôi đang trì kinh Kim Cang. Thưa hành giả, kinh Kim Cang này hành giả ở đâu có? Nói tôi cầu ở Lục Tổ Hoàng Mai, xin chỉ cho tôi đường đến đó. Khăn gói lên đường, chỉ vì một câu thôi: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Hãy sanh cái tâm trụ vào, không chỗ để trụ. Ở Việt Nam mình có cư sĩ Lê Đình Thám, Tâm Minh Lê Đình Thám. Ông là một bác sĩ, ông là một bác sĩ. Một hôm ông ghé một ngôi chùa, ông đi vào một cái nhà nghỉ mát, ông nhìn lên cái vách, ông đọc bốn câu: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Bồ đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay không một vật, cần gì phải lau chùi. Bừng sáng ra theo Phật luôn. Sau này ông là một người cư sĩ hộ đạo và dạy học cho rất nhiều thầy quý tôn đức vào cái thời đó. Ông hợp tác với quý hòa thượng mở những trường Phật học. Thành thử ra chúng ta mà cái tâm mình hướng đến đạo Bồ đề, mình nghe một câu nào rồi tự nhiên mình bừng sáng ra. Giống như tuần rồi qua kể đó, ngày Trần Thái Tông lên trên núi định đi xuất gia rồi, thiền sư hỏi bệ hạ đi đâu lên đây? Trẫm lên đây để tìm Phật. Thưa bệ hạ, bần tăng ở nơi này uống nước suối, ăn hạt dẻ, ăn rau, vui với non nước tháng ngày. Ở trong núi không có Phật, Phật ở tại tâm. Nếu bệ hạ nhận ra được điểm này thì bệ hạ ở đâu cũng có thể thành Phật. Ngài Trần Thái Tông lãnh hội câu đó mà về làm một ông vua thiền sư. Nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên đại chúng nhớ là mình làm gì rồi, cuối cùng chỗ mình hướng đến là gì? Đến đạo Bồ đề. Bồ đề là gì? Là sự giác ngộ, là sự tỏ rõ của tâm. Mình phải nguyện như vậy. Có một em và Phật tử năm nay 26 tuổi, nó mới quy y. Thì nó mới viết cho qua cái thư là: con nguyện, con phát nguyện và xin thầy cùng phát nguyện với con. Kiếp sau con muốn trở lại làm người, không có vướng bận gia đình, không có bị mọi thứ ràng buộc, thậm chí cho con mồ côi cũng được, rồi đem dục con vô chùa để cho con tu một đường cho con đi. Tại vì nhiều khi có cha có mẹ rồi còn vướng bận, phải không? Và con phải nguyện là con sanh cùng thời với thầy ạ. Tại vì nếu như mà con mà làm đệ tử thầy là cách khoảng xa lắm không được, con muốn làm cùng thời để tu với thầy. Thành thử ra trong cuộc đời của chúng ta, mình làm cái gì á, nếu mình chỉ chí hướng đến Bồ đề thôi là mình không có bị cái khác nó. Thậm chí giờ người ta có thương mình cũng được, ta có xăm soi mình cũng sao, thôi khỏi đi, phiền. Muốn đi có một đường này, nhớ cái bài đó không? Như muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Nếu mà đứng trên phương diện niệm Phật Di Đà thì ta nói vậy đó. Vậy khuyên phải niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Sáu chữ này năng trừ tám vạn trần lao, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Bởi vì ta đứng trên phương diện này. Nhưng mà ở đây mình nói ví dụ trên cái phương diện muốn đi chỉ có một đường này. Ngoài tâm Bồ đề, ngoài tâm Bồ đề đầy ra, ngoài nguyện, ngoài có được cái hiểu biết lớn, ngoài nguyện ước thương yêu sâu, con không còn ước mơ gì nữa cả. Tại vì ước mơ nào thì nó cũng sao, vô thường biến đổi. Chỉ có cái thú hướng đến Bồ đề giác ngộ. Giác ngộ là sao? Khi tâm mình giác rồi thì
cảnh nào cũng mình cũng adapt, mình cũng thích ứng được hết. Phước tùy tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Phước tùy tâm sanh. Cái phước mình tùy theo cái tâm mình sống. Cái cảnh mình đó, tùy theo cái tâm mà chuyển. Cảnh khổ mà mình biết chuyển tâm thì cảnh khổ nó cũng thành cảnh an lạc. Hôm bữa Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe nhớ không? Không rời an dưỡng lại ta bà. An dưỡng là ở đâu? Sống nơi nào chúng ta an chỗ đó. Tâm mình không hề rời an dưỡng, nhưng dù mình đang ở sống ta bà. Có nhiều vị nói thân ở tại ta bà, tâm gửi Phật Di Đà. Mỗi ngày tâm mình vô hướng tánh, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, dù thân mình đang ở cõi ta bà. Thôi thì hôm nay mình học ba đoạn ha. Bồ Tát có bốn loại vườn, có bốn loại cung điện, có bốn loại của cải vô tận. Và cái cuối hôm nay là của cải về đa văn, của cải về thuyết pháp, của cải về giúp đỡ mọi sự nghèo thiếu, của cải về hồi hướng đến Bồ Đề. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi nói chuyện tối hôm nay. Và xin nhắc lại là ngày mai sáng 6 giờ chúng ta sẽ ngồi thiền tụng Lăng Nghiêm Thập Chú. Và ngày mai chúng ta sẽ tụng cái bản dịch ra tiếng Việt. Rồi 10 giờ chúng ta có thời kinh Đại Bi Sấm Pháp. Buổi chiều lúc 7 giờ có Phật Pháp Vấn Đáp. Chiều ngày mai lúc 7 giờ như tuần rồi. Xin cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng tối ngủ ngon. Những vị nào đang ở chỗ ban ngày thì có được một ngày an lạc. Và hẹn gặp lại quý vị. A Di Đà Phật. Xin hồi.